Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, dự kiến sau Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang sẽ tiến hành thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Dự kiến phương án thu phí là giữ nguyên vị trí trạm hiện tại, tiếp tục giảm giá chung giảm khoảng 30% cho tất cả các phương tiện qua trạm so với ban đầu. Cụ thể, phương tiện nhóm 1, xe 4 chỗ sẽ giảm từ 25.000 đồng một xe trên một lượt xuống còn 15.000 đồng một xe trên một lượt. Đây là mức thu thấp nhất trong tất cả các dự án BOT trên quốc lộ 1 hiện nay đồng thời mở rộng phạm vi miễn giảm giá cho các phương tiện vùng lân cận, chẳng hạn đối với thị xã Cai Lậy sẽ áp dụng miễn giảm thêm xã Long Khánh và phường 2; đối với huyện Cái Bè giảm thêm xã An cư, xã Mỹ Hội. Theo tính toán, với phương án này, thời gian hoàn vốn đầu tư dự án kéo dài khoảng 13 năm thay vì 7 năm so với dự kiến trước đây.